Đến với anh vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hành bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Ôi xinh quá. Cho bao ước vọng trao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là đêm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó, phượng buồn vì tình ta tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi, xuân qua hè tới nữa thưa quý vị. Một tiếng một song ca đầu tiên rất là tuyệt vời. Và bây giờ để cho quý vị khán giả tại trường quay có những phán đoán và đưa ra quyết định chính xác nhất, Khanh sẽ mời quý vị bình chọn ngay. Tất cả quý vị khán giả sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại chỉ đóng một phần giúp cho các người chơi tỏa sáng. 10 giây của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn. Bắt đầu. Thank you.
vị, thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Lần đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến các cô chú ban giám khảo, anh MC và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Khánh Linh ạ. Năm nay em 17 tuổi và hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Linh, một cô gái còn rất trẻ. Hôm nay anh lại gặp thêm một người cháu 17 tuổi. Anh Đại, dạ. Em có một câu hỏi cho anh. Tại vì sau khi hát xong em thấy anh hơi rơm rớm. Sao thấy khóc nè? Không biết là lý do gì. Đây là cái cảm xúc Quốc Đại mê chương trình này rồi. Bởi vì qua chương trình này thì Quốc Đại thích những cái đầu tiên. Và hôm nay với bài Phượng Buồn này thì lần đầu tiên Quốc Đại hát luôn. Và được hát với một người hậu bối mà có thể nói là Quốc Đại cảm thấy là mình và cháu đã có một sự kết nối. Có một sự kết nối rất là tốt. Bạn có cảm thấy hài lòng về phần thể hiện vừa rồi của mình không? Dạ, em cảm thấy rất là hài lòng khi mà được hát với chú Quốc Đại. Thế thì so với cái lúc mà bạn tự tập ca khúc này ở nhà một mình thì nó chênh lệch như thế nào? Lúc đầu thì em tập cái này ở nhà thì em cũng không biết là em song ca với ai. Và hôm nay mà khi mà biết được là em song ca với chú Quốc Đại thì cái sự tự tin của em nó nhân lên 100. Đây là một cái chỗ dựa rất vững chắc đúng không? Và như Khanh đã chia sẻ rồi, các người chơi khi đến đây họ không chỉ tập một ca khúc mà họ phải tập đến 8 bài hát và không biết là mình sẽ hát bài nào và hát với ai. Đó là một cái tâm lý vô cùng hồi hộp. Yeah. Anh Long Nhật nghĩ sao ạ? 17 tuổi mặc bố rô ngọt ngào hay quá. Và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và có hai tin rằng là chú Quốc Đại rất là mát tay. Chú Quốc Đại là một người may mắn. Hầu như nữ ca sĩ nào mà hát với chú Quốc Đại là đều nổi tiếng cả. Và chú hy vọng Khánh Linh cũng vậy. Sắp rồi đó, sắp Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Rất yêu thương em. Có thể là Gấm sẽ đưa ra những cái lời khuyên thật tốt cho Khánh Linh. Lúc nãy là chị rất là ấn tượng với em. Khi mà bước ra thì ôi, cái gì đó nó rất là tuyệt vời và thu hút. Và chị không thể nào rời mắt khỏi em và cái giọng hát của em. Và chị tin là với cái lứa tuổi này mà đã làm được như thế này thì chị... Một năm sau, hai năm sau thì em sẽ cực kỳ thành công. Bà có nhún nhảy, nhưng mà cái nhảy của bạn nó có hơi hướng bolero trong đó lắm. Sau khi bạn bước ra thì trời ơi đẹp quá. Và bước xuống đây cất cái giọng hát lên nó cũng đẹp giống như là cái ngoại hình của bạn vậy. Hãy Cường không dám nói gì, khẳng định gì ở bạn ở tương lai. Nhưng mà Cường chỉ mong là hãy cố gắng nhiều hơn nữa để mình mau chạm tới cái thành công nhé. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các nghệ sĩ khách mời còn lại. Và Khanh hy vọng rằng đó sẽ là những lời khuyên thật là quý báu để cho Khánh Linh lấy đó làm hành trang trên con đường sự nghiệp của bạn sau này nhé. Về thăm quê nè, lâu lắm hai chị em mới được về thăm đó. Dạ,
rụng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dối nhìn chiều hôn. Em chưa yêu ngoài thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha thương lắm, như xuống đời phù tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, thăm bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào một anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi, mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một dùng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm, thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không. Nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ thanh diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em, mọi người ơi,
bằng học thoại nữa. Em ơi, nghe nói nè. Dạ. Cái luật đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. À, mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền. Phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của một anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng một anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng một anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang được chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ. Nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm rừng bông mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao, biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Hãy subscribe.
tình ơi sao tình dẻo nhiều nỗi trái ngang cho người làm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao nhiêu vài lần đắng cay thôi coi như mình đã thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng nói gì nữa à. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời miễn chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cương, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào và Tiết Cương nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn, rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Thiên thấy là Béo Anh là một người rất là tự tin đấy. Bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn. Rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thật sự rất là tiếc. Bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Chiếc lá
suốt đời đành rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe hoa mang cả tình anh theo lên xe tang, xót thương duyên mình bé bàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa em. Thôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta. Vừa được thưởng thức màn song đấu của Lê Huy và Lê Quốc Phú. Và quả thật đây là hai màu sắc âm nhạc rất riêng biệt. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Lê Quốc Phú, nhấn phím A. Chọn Lê Huy thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ Khanh rất muốn nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Tôi đang xem gì thế này? Một trận đấu hay một tiết mục? Một bên thì cổ điển, vững vàng, một bên phải thích nghi theo những cái giai điệu khó, trong khi bạn mê rock nhưng mà phải hát theo một bài kiểu này với em. Sáng tạo vô cùng. Giữa hai người nếu mà để chọn chấm điểm, xin lỗi, cũng không thể chọn được. Cảm ơn Đình Vũ nhiều. Đó là suy nghĩ của anh Nguyễn Đình Vũ. Thế còn Tuấn Nghĩa thì sao? Anh Huy thì anh có cái sự trả lời rất là rõ ràng. Anh hát mà kể cả những cái anh hát nói đừng khóc nữa, rồi anh đẩy lên theo từng cái cung bậc một, nó dìu được cái cảm xúc của người nghe. Cái này thì em thấy là không phải là ca sĩ nào cũng có thể làm được. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Không biết chị Hải Yến và anh Đại Nghĩa nghĩ gì? Cá nhân Hải Yến nhá, Yến sẽ không đặt hai giọng hát của bạn lên bàn cân để cân. Bởi vì hai bạn hoàn toàn là hai cái sở trường khác nhau. Nhưng cái điều mà Yến nghĩ rằng các bạn đang làm được trong một cái buổi tối của cái chương trình Song Ca Giấu Mặt ngày hôm nay đấy chính là mang lại một cái tiết mục vô cùng đặc sắc và tạo rất nhiều cái bất ngờ. Anh Lê Huy, em chỉ dùng một từ, anh hát rất đời. Rất đời luôn. Còn với Quốc Phú, Quốc Phú là một người đàn ông trong mắt của Hải Yến nha, cực kỳ trữ tình, lịch lãm. Cái màn so đấu này sẽ là một cái sự lựa chọn vô cùng khó với tất cả quý vị khán giả ngồi đây. Yến rất cảm ơn cái tiết mục này bởi vì là nó mang lại cho Yến rất nhiều cảm xúc khi đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Cảm ơn hai người rất nhiều. Yeah. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến. Các bạn vừa mới chia sẻ với Phú và Huy thì có lẽ là Phú và Huy cũng sẽ nhận ra một cái điều như thế này. Để là một người nghệ sĩ thành công và đặc biệt là trong vai trò là một ca sĩ á, chúng ta phải đa dạng, phải màu sắc trong cái cách hát của mình. Khi chúng ta biết dung hòa tất cả mọi cái với nhau, với Phú, em sẽ có nhiều trải nghiệm nữa khi tuổi đời của em ngày càng lớn hơn. Cái cách hát của em nó sẽ đời hơn một chút, nó mộc hơn một chút, cộng với cái giọng đẹp vốn có của em, nó sẽ vừa vặn và nó sẽ hấp dẫn người nghe. Với Huy cũng như vậy, cá tính của em có rồi, rất là mạnh mẽ, sự nổi loạn, sự cuồng nhiệt trong em có rồi. Nhưng nếu như mình cần có một chút điềm tĩnh lại, đầm lại một chút, thì có lẽ nó sẽ cân bằng được với những cái sản phẩm âm nhạc mà mình sẽ gửi đến với khán giả. Thì chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, đón nhận từ phía quý vị khán giả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời.
Và bây giờ chúng ta phải đợi vào kết quả bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay mà thôi. Tỷ lệ đó là bao nhiêu, hãy cùng Khanh hướng mắt lên màn hình. 51% và 49%. Nghĩa là người chơi giành chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt sẽ nhận được 51% là phần trăm bình chọn của khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay để dành cho các bạn. Đó là giọng hát. Đã từng song ca với ca sĩ Tuấn Nghĩa trong chương trình này. Rồi. Rồi ok. Ủa, hai người đều từng song ca với Tuấn Nghĩa hả? Kết quả của chúng tôi sẽ có ngay bây giờ. Xin chúc mừng Lê Quốc Phú. Chúc mừng Lê Quốc Phú là người chiến thắng tại Song Ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 51%. Và số tiền mang về Lê Quốc Phú có 10 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và chúc mừng cho Tuấn Nghĩa. Đây là người chơi đã song ca với Tuấn Nghĩa. Nơi bàn chân cùng bước, nơi cùng nhau ngồi dưới.
đã cạn vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1-9-1-10. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao mà em muốn lấn ướt ai là em chuyển show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em.
bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một bản song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Trung 10 năm trước á, thì Trung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Trung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Huy. Nếu mà anh Huy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt, bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Xí xoát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Yeah. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu, bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca chống ạc, bạn có giải thưởng 10 triệu đồng. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo tươi, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tin con vẫn còn ngày xanh.
một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài về thành đô, anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Quên bao năm quên khi ta có đôi, quên bao nhiêu gian nan ta đã qua. Anh thì không.
màn trình diễn đầu tiên trong đêm nay. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh ạ. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca coi như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động. Tình yêu giống như cơn mê, yêu làm
là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á, rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hai cái vui của đó, là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, nghĩa là chưa. Dạ. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Người nào hứa yêu tôi, chọn đêm mãi không thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Sắc màu giờ
bao phế cả tôi từ lâu. Ngàn đời ngỡ tình yêu không đổi màu, giờ tự hỏi trái tim nằm đâu. Tình đã hết trước khi được bắt đầu, trước khi kịp nói lớn hơn nữa thưa quý vị. Quá là tuyệt vời. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi ở vị trí số 5. Khánh xin nhắc lại cách thức bình chọn là chúng ta sẽ chỉ căn cứ vào giọng hát cũng như là phần biểu diễn của người chơi ở vị trí số 5. Và thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Và thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tạm giữ bí mật số điểm mà quý vị vừa dành cho người chơi vị trí số 5 đến cuối chương trình sau khi kết thúc 8 tiết mục song ca. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với cô gái rất là xinh đẹp đang đứng cạnh nghệ sĩ Ngân Quỳnh và Khanh đây. Xin chào bạn. Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ ở ngoài bên dưới và quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt trên kênh truyền hình Vĩnh Long ạ. Em tên là Nguyễn Thạch Thảo, hiện nay em là ca sĩ tự do và là một giáo viên âm nhạc. Wow, xin chào Thạch Thảo. Nãy giờ chị Quỳnh cứ bồi hồi hoài mà rất là vui khi cái bài hát của mình được tròn. Và bé đây á là hợp tác với chị Quỳnh phải gọi là quá suôn sẻ luôn. Từ nhảy cho đến hát. Cái đó là đúng là cái thăng hoa của ca sĩ đó. Chứ thật sự nên nếu mà có một cái sự cơ cấu sắp đặt trước thì cái mặt rất là đơ. Bây giờ thì Thành rất muốn nghe ý kiến của ba người nghệ sĩ khách mời còn lại ạ. Cho anh hỏi một câu thôi. Là Thảo, bé Thảo có phải đến từ miền Trung không? Em ở Hội An, Quảng Nam. Quảng Nam, đúng rồi. Anh nghe anh phát hiện là trong cái tiếng nói của em, mặc dù một bài hát rất là sôi động, nhưng anh phát hiện ra cái vị mặn mặn của miền Trung. Rất là đáng yêu. Cảm ơn Thảo. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị cho em một cái cảm giác là em được gặp chị cách đây 20 năm hơn. Wow. Thì tự nhiên bao nhiêu cái ký ức nó ùa về. Em chỉ mong là xíu nữa em hỗ trợ một người chơi mà được tròn vẹn như chị hồi nãy, là tiết mục hồi nãy là em cứ nghĩ là đã tập, phải tập rất là nhiều để hát ăn ý mọi thứ luôn, từ cái cách hát rồi cái cách mà khi mà hai người hát cùng rất là đều với nhau. Ngoài cái sự hỗ trợ rất tốt từ chị Ngân Quỳnh thì em đúng là một giáo viên về âm nhạc. Em đã rất nhanh nhạy. Chúc mừng em với lại chị Quỳnh đã có một tiết mục quá đã. Cảm ơn Quốc Đại rất nhiều. Quốc Đại ạ. Thế còn Sĩ Luân thì sao ạ? Anh có cảm thấy tiếc khi mà Thạch Thảo lại thuộc về sự lựa chọn của nghệ sĩ Ngân Quỳnh không? Đúng rồi, rất là tiếc ạ. Tại vì khi mà Thảo vừa cất giọng lên thì anh rất là thích. Bởi vì giọng em đầy, tròn. Và cái điều hay đó là khi mà em phối hợp với chị Quỳnh thì em nương chị được. Chúng tôi đang nghĩ là chúng tôi sẽ là người nương cho các bạn. Thì các bạn nương ngược lại chúng tôi. Thì cái điều hay đó là ở bạn là một giáo viên, bạn sẽ biết cách để làm sao cho tiết mục hay nhất. Chỗ nào sẽ là chỗ chúng ta nhường cho đối phương ca, chỗ nào sẽ là chỗ mình ca. Và anh rất thích ngày hôm nay trang phục em rất là đẹp, rất là tự tin. Ngày hôm nay thì sẽ luôn nghĩ là 8 giọng hát này sẽ rất ấn tượng và sân chơi này sẽ rất là gây cấn. Cảm ơn chia sẻ của anh Sĩ Luân cũng như là các khách mời còn lại. Thank you.
khuya mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng, hạt mưa gieo rất nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đội mưa mà đi, đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã, hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã. Đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Dạ từ đêm mưa. Mưa rơi rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư chậm lắng, hạt mưa gieo rất nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đôi mưa mà đi, đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm ta, bâng khuâng hoang mang anh mong từ xa, hạt mưa rơi ướt mi nàng sẽ thắt tim chàng, giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Đêm mưa. Thế gian sầu thương mối duyên đầu yêu lứa đôi nghèo, đôi mưa mà đi, đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã, hoang mang bâng khuâng ai mong từ giã, sẽ thắt tim chàng, giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành dạ từ đêm mưa. Dạ từ đêm mưa.
Quá dễ thương. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho phép Hoàng Minh xin được gửi đến 4 vị khách mời cũng như là anh MC Điển Trai Bạch Công Khanh cùng với tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Hoàng Minh. Dạ, và cũng không quên cho phép Hoàng Minh xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ nữa nha. Dạ. Nhìn thì rất là baby nhưng mà nét diễn thì rất là lãng tử nha. Chị Ngọc Liên có cảm nhận vậy không ạ? Thật sự là bây giờ là Liên có lời khen cho Minh rất nhiều luôn á. Tại vì thật sự ra là cái bài hát này Liên không bao giờ nghĩ là Liên sẽ diễn được như vậy. Bởi vì khi ra sân khấu cái nhạc nó lôi cuốn mình quá. Xong mà khi ngước lên thấy em này, trời ơi, sao mà trẻ quá vậy. Nhưng mà khi mà nhạc lên là em ra em giữ cái dáng, xong là bắt đầu là Liên biết Liên phải làm gì. Cái phần biểu diễn này với cái động tác múa đi qua đi lại, mặc dù là chưa tập bao giờ và tự nhiên mình thấy mình cũng rất là ăn ý, cho nên là chị Liên rất thích. Dạ, sẵn đây chúng ta sẽ hỏi luôn Hoàng Minh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em vừa 23 nồi bánh chưng thôi. Wow. 23 nồi bánh chưng còn quá là trẻ luôn. Quá trẻ. Đồng trang lứa với anh Kim Tử Long. Tôi thấy cặp đôi này rất xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Đó là lý do em cũng chọn. Em rất là dạng sân khấu, mà người ca sĩ phải có cái đó. Và anh hy vọng rằng với cái giọng hát của em như thế này đó, mà em được rèn luyện hơn nữa. Em mới có 23 tuổi thôi. Tuổi này chưa phải là cái tuổi mà giọng chính, giọng nó vẫn còn có thể là phát triển ra nữa. Dạ, anh xin cảm ơn rất nhiều. Theo cái cảm nhận riêng của anh thì cái chất giọng của em là có, và giọng em khá dày, và cái độ vang nó cũng có luôn. Bây giờ cái em cần là có cái những cái kinh nghiệm về cái cuộc sống, những cái trải nghiệm về cuộc sống để em hát. Em hát cái bài hát nó sâu hơn nữa. Không phải là chê cái này là chưa sâu nha, mà là em sẽ có cái từng trải trong cái bài hát em nữa, thì nó mà cái đó thì phải đòi hỏi về cái tuổi đời nữa. Mà hôm nay với cái tuổi như vậy và em hát như vậy, và chị, anh nghĩ là chị Liên phải suy nghĩ về một cái bạn partner này, về cái cách diễn cũng như anh thấy là rất là hợp với, đã thấy rất là hợp với Liên trong cái cách mà hai người phối hợp với nhau trong cái cách diễn và trong cách ca luôn. Tuy là lần đầu tiên không ráp gì cả, lên là hai người hát luôn, nhưng mà đã ăn ý như vậy rồi thì đại nghĩ là Liên nên suy nghĩ. Yeah. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã dành tình cảm cho tiếng hát của Hoàng Minh. Chào tất cả quý vị có mặt tại sân khấu. Chào mọi người. Xe tang đi thật vội vàng.
nhẹ được không ạ? Một đường không công nối bao đường vòng, họ người dưng nhớ khuôn mặt bắn hình dòng. Rồi một đêm trôi vơi, làm sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không hồng. Mặc dù đây là bài hát song ca nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Nếu như chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai mái tóc dài. Em tên gì? Em tên là Võ Nghi Bình. Nghi Bình hả? Dạ, ở đây em biết nhiều người lắm đó. Tại sao vậy? Em biết anh Thiên nè. Vậy hả? Từ hồi anh Thiên còn cho nhóm N9 nữa. Mà chắc anh Thiên không nhìn ra em đâu. Khanh em cũng diễn chung rồi. Rồi tiếp đi ạ. Chị Hải Yến rất là thân với em. Sao nói xong cái mình bị hoang mang mình luôn trời. Mình bị đơ luôn anh ơi. Dạ. Không, lâu rồi, lâu rồi. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Dạ. Hồi đó cách đây có chắc cũng cỡ chừng mười mấy năm á. Ồ vậy hả? Wow. Nhưng mà Khanh không nghĩ là lúc này cái giọng mà pha cái chất rock của Bình càng ngày nó càng dễ sợ. Hồi xưa sợ. Bình hát giọng nữ. À. Thế mà anh đợi em bắn nốt cao để anh bắn nốt thấp dưới, anh không thấy em bắn. Dạ. Làm anh phải bắn nốt cuối luôn. Tại beat hơi lửng lửng, em không dám bắn cao. À ok. Dạ vâng. Bây giờ Khanh mời Võ Nghi Bình chúng ta gửi một lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trước nha. Lời nói đầu tiên thì xin cho phép Nghi Bình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay, các khán giả có mặt qua màn ảnh nhỏ và các anh chị khách mời và ban tổ chức ekip đã làm trong cái chương trình rất là tuyệt vời để cho anh em tụi em hội ngộ lại với nhau ạ. Xin chào Võ Nghi Bình. Bây giờ Nghi Bình hãy chia sẻ thêm về công việc hiện tại của Nghi Bình để cho tất cả quý vị được biết nha. Công việc hiện tại của Bình hả? Bình làm diễn viên nè, ca sĩ, có viết nhạc nữa. Nói chung là rất đa năng thưa quý vị. Đây là một tiếng hát rực lửa. Dạ, Bình hát cái giọng hát rất là khỏe khoắn, đúng là hợp chất rock đó. Em rất là hạnh phúc khi được hát chung với một người anh như anh Thiên. Ok, cảm ơn. Và một cái bản phối cũng rất là phức tạp nữa ạ. Không biết các khách mời còn lại thấy sao?
ngày hôm nay ấy, mình làm Miến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì là cái phần mà mình gần giọng cái phần cuối ấy, nó như là một cái được gọi là cái dấu son trong cái bài hát này luôn. Nó được đóng dấu hai lần. Và những cái điểm đó Yến đảm bảo là mình sẽ được ghi điểm trong lòng khán giả. Khi mà mình có một cái màu sắc riêng, Thiên có một cái màu sắc riêng mà khi mà chúng ta hòa hợp lại với nhau ấy, bản thân Yến là cái người nghe Yến thấy rất là dễ chịu. Không biết Tuấn Nghĩa bà nghĩ gì ạ? Nếu mà Nghĩa ngồi được ngồi ở dưới này thì Tuấn Nghĩa chắc chắn sẽ bấm cho tiết mục này. Ngay từ đầu lúc bạn Bình bước ra khỏi cái căn phòng số 4 thì Tuấn Nghĩa đã nghĩ trong đầu, ô, bạn này là hát nhạc rock, chắc chắn 100% luôn, không thể nào mà lệch được đi đâu cả. Rồi xong bạn đi xuống bạn lại hát bằng cái giọng rất là pop ballad. Mãi đến đoạn sau cùng bạn ấy mới bắt đầu là gần giọng thì bạn chuyển sang rock. Rất là hay. Trong số 8 bài hát mà Bình đã tập trong chương trình này, thì ngoài ca khúc vừa rồi thì bạn tâm đắc nhất với ca khúc nào nữa? Dạ, Đôi Chân Trần ha. Đôi Chân Trần. Tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm từng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi. Một tràng vỗ tay nữa cho tiếng hát này. Và Khanh hy vọng rằng với cái năng lượng của bạn có thể giữ bạn đến được vòng cuối cùng song đấu. Dạ, em cảm ơn anh Khanh. Trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phè, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót xe, chắc sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người đã cho nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió à. Một tràng vỗ tay được không mọi người ơi? Trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phần bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây phèn, lâu trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ nhau những đêm lạnh lùng, chờ người đâu
Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Nguyễn Hải Yến. Thời gian 10 giây bắt đầu. Mọi người ơi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi tới bốn vị khách mời cũng như anh MC và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay buổi tối ngày hôm nay thì em tên là Hà Tiểu Ni ạ. Ồ, tên đẹp quá vậy. Xin chào Hà Tiểu Ni. Công việc hiện tại của Ni là ca sĩ chuyên nghiệp hả? Dạ em ca sĩ bán chuyên thôi ạ. Ca sĩ bán chuyên, vâng, rất khiêm tốn. Bởi vì giọng hát của bạn rất hay. Và khi mà bạn vừa bước ra thì cái ngoại hình này làm Khanh nghĩ đến ngay ca sĩ gốc hát bài này đúng không anh Quốc Thiên? Giống quá, giống chị Linh đúng không? Giống bạn Linh đúng không? Rồi người bạn thân kìa lên tiếng đi. Dạ. Nhìn cái vóc dáng và cái mái tóc thì Linh cũng đang để cái mái tóc này cũng rất là giống. Hôm nay khi mà nghe chị Yến với Tiểu Ni hát thì Thiên thấy được cái sự chắc chắn của cả hai người ấy. Bạn giữ được cái sự bình tĩnh trong giọng hát, cái sự tự tin để hát. Cái điều đấy là điều mà Thiên rất là khích lệ. Còn về cái bài hát này thì một bản phối mới. Và Thiên thích cái cách hát lưu trai của bạn. Nó rất là ma mị. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Và hơn hết là chị Nguyễn Hải Yến và Hà Tiểu Ni chưa hề tập luyện với nhau. Dạ. Dạ. Đó mới là sự ăn ý mà chúng ta đang thấy. Anh dạ. Minh Luân, anh nghĩ gì? Hai cái tiết mục mở màn ngày hôm nay nó quá ấn tượng đi. Thật sự hai bạn quá bản lĩnh, tức là từ bạn Bình cho đến bạn Ni cũng vậy. Nếu mà được lựa chọn giống như khán giả ngồi đây là chắc chắn là luôn sẽ chọn phím A. Dạ để cho lựa chọn cho Ni. Cảm ơn chia sẻ của anh Minh Luân. Và đó chỉ mới là hai người chơi trong số 8 người chơi mà lần lượt chúng ta sẽ gặp họ sau 2 tuần phát sóng. Khanh cũng muốn khẳng định lại ở một điểm là chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và đã sàng lọc được chọn ra những giọng hát có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Điển hình như là Võ Nghi Bình mà chúng ta đã nghe vừa rồi, bây giờ là Hà Tiểu Ni. Còn bây giờ thì Khanh xin một tràng pháo tay nữa dành cho tiết mục của chị Nguyễn Hải Yến cùng với Hà Tiểu Ni. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc khôn nào thật sâu, tự ước như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Thật sao tự
phải gieo u sầu. Những nơi mình qua rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc ban Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào bốn vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Khánh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng, thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng, bạn hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em, và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á, tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Anh Hoàng Bách ơi. Điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác. Cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình. Và anh phải đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương, bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì anh nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Yeah.
buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ, nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm đềm. Mưa về trên khúc hát lắng mưa buồn đợi bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm. Giọt sương lặng lẽ bên em đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày tiết một rất tuyệt vời thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ, khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhóc hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Chị là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo violon. Nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng, một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có
cái gì ở bên trong đó. Nên mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế là, thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á là định mệnh của em, là máu thịt của em, nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em. Em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh phúc của em. Từng vòng tay trao hơi ấm rộn rã, những tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời ơi, đẹp quá. Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời,
tay trao hơi ấm dù xa đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình sáng ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới nắng say tình dân ngập lối nắng lên qua hàng cây gió mơn man đùa là lời đàn bướm bước chân vui hạnh phúc nắm tay ta về vùng trời bình yên. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho phần biểu diễn này. Quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra bình chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Vậy 10 giây bình chọn đã kết thúc. Bây giờ thì hãy cùng Khanh giao lưu với người chơi ở vị trí số 2. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Em chào bốn vị giám khảo và anh Sĩ Luân đẹp trai. Sĩ Luân còn kèm theo cái chữ đẹp trai, đẹp trai nữa. Trời ơi. Làm cho những chàng trai khác rất là chạnh lòng luôn. Anh cũng đẹp trai. Ồ, cảm ơn em. Hết chạnh lòng liền. Dạ, em tên là Cao Phương Thúy. Hiện tại em là diễn viên ca sĩ tự do. Thật sự là ngày hôm nay là sân khấu này, Sĩ Luân cảm thấy tất cả không có khoảng cách. Bởi vì những bài hát cũ, những bài hát rất hay, các bạn trẻ thể hiện cũng không kém phần hấp dẫn. Các bạn vẫn có nội lực và điều rất hay. Vỗ tay cho tất cả chúng ta với âm nhạc ngày hôm nay. Không nghĩ em là diễn viên luôn. Chị cứ nghĩ em là một ca sĩ chuyên nghiệp thật thụ hoặc là một người mẫu. Hồi nãy khi cô bé bước từ trên nấc thang bước xuống, nó có một cái thần thái của một diễn viên phim. Và khi hai người hát chung với nhau, chị tưởng tượng giống như đang hát nhạc phim vậy đó. Thật sự ra trong cái điện ảnh, trong chị Quỳnh tự nhiên trỗi lên tự nhiên của cảm xúc quá ghê luôn. Là nhìn thấy Sĩ Luân giống như một diễn viên Hàn Quốc thật sự. Giống như... Không, thật sự mọi người phải công nhận như mọi Ngân Quỳnh nói không? Giống như là một anh chàng đại gia của... trong một cái phim Hàn đã được một cô gái này giống như là vệ sĩ đi kế bên bảo vệ mà hai người có một chút tình yêu nào đó. Nó trỗi lên trong cái bài hát này rất là, phải gọi là rất là điện ảnh luôn á. Ra một kịch bản phim luôn hả chị? Đó. Và âm nhạc. Anh Nhật ơi, anh cảm thấy như thế nào? Cảm ơn Sĩ Luân. Em bè bội cho Thủy rất là... Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Em nâng đỡ tiếng hát của Thủy. Thủy là cùng một chất giọng với cô Ngân Quỳnh, anh Tô, nữ trầm mà có khang khang. Và đặc biệt là em có một cái đôi mắt rất đẹp. Em hát bài này thật sự là cái đoạn tự sự nó giống như là em hát từ tâm ra, giống như mình chẳng hát gì cả, cứ tâm sự với những người đối diện thôi. Và lúc nào cần hát lả lơi tự sự, lúc nào cần xử lý như thế nào em đã làm tốt hết. Và em phải cảm ơn nhạc sĩ Sĩ Luân đã là một cái nền rất chắc để em tỏa sáng ở tiết mục này. Và em ơi, em trên sân khấu em đẹp dễ sợ, sáng trưng luôn. Quá đẹp luôn. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa. Chiều hôm khi gió về, cây
đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn khổ. Cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cùng lan mọc từ những cành cố thủ ra thiên. Có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xui chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây, làm có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ xuôi chiều, phải đâu trong đục cũng đành, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều thân mến. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Lần đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Thành Danh, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và em xin gửi lời chào đến bốn anh chị nghệ sĩ đang ngồi đây, anh MC và Công Khanh, và tất cả các bạn khán giả dễ thương đang có mặt trong trường quay, và các khán giả đang ngồi coi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Những lời chúc sức khỏe và những lời chào thân thương nhất của em. Thành xin chào Thành Danh.
Công việc chính của Thành Danh hiện tại là gì ạ? Dạ thưa anh, hiện tại em đang là giáo viên ạ. Em đang giảng dạy môn âm nhạc. Thảo nào. Bởi vậy anh phải cảm ơn Danh rất là nhiều luôn, khi mà anh và em cùng vào cái điệp khúc và em chuyển hát qua một cái quãng bè. Ôi cái quãng bè đó sao mà nó hay dữ vậy. Vừa bè rồi sau một hồi thì em bè đuổi nữa cho làm cho cái bài hát nó thêm phong phú. Và anh lúc đó anh nói thiệt là anh tự hát cái anh tự nổi da gà. cảm ơn anh Quốc Đại rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Phải nói là chúc mừng em một tiết mục tuyệt vời. Đây là một bài hát Donnie đóng giày cho em luôn rồi đó. Chị cảm nhận được trong cái bài hát á, em thể hiện rất là sâu sắc và em thả tất cả những cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Ngoài cái tâm tư ra thì em lại còn xử lý về kỹ thuật như nãy anh Đại chia sẻ. Quá hay. Thường thường là nếu mà khách mời sẽ là người hỗ trợ cho em á, thì thường thường là khách mời sẽ bè hay làm những cái bên ngoài để mà hỗ trợ. Nhưng mà bạn là rất là năng động cái chuyện đó, và bạn bè này rồi bạn hát đuổi nè, các bạn làm những cái bài hát rất là có đầy sắc màu sắc. Cái đó là một lời khen ngợi rất lớn đối với em, và phải nói rằng là chị rất thích cái phần biểu diễn của em hôm nay. Em cảm ơn chị Vân Khánh rất nhiều. Bài hát này dành cho Quốc Đại. Tại vì cái giọng của Quốc Đại dày mà nó bắt mic mà nó nghe nó rất là bén. Nhưng mà sau khi em xuống đó, mặc dù đằng hạ xuống một tông, nhưng mà em hát giọng em vẫn dày, vẫn có cái khoảng rộng làm anh trời đất ơi, hai người này sao làm như là chắc ở trong có tóc giật trước kìa, lén lén mình, hoặc là đã gọi điện thoại với nhau. Anh hôm nay anh sẽ bắt số 2 của em. Anh đứng lên trời ơi, giống như là Donnie đóng dài bài này cho hai người này vậy đó. Đã không gặp nhau thì làm sao có số mà gọi anh Long. Anh nói là hôm nay là đúng là bài hát này dành cho em và anh Quốc Đại. Nó tròn, nó hay, nó làm cho khán phòng mình nghe cảm giác như đang xem một buổi ca nhạc, một buổi biểu diễn, một buổi biểu diễn đàng hoàng. Chúc mừng em. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Nghe em hát câu dân ca sau mưa lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa như xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa, mùi mà non hương tất em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngày cầu tre lắc lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Chợt buông mắt mong giá xưa
hương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng độ về quê em phù sa bát ngát, tình mình du ngang cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với chị Vân Khánh. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Dạ, lời nói đầu tiên cho em Hiền Ngân xin gửi lời chào đến ban khách mời, anh MC cũng như là các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như là quý khán giả đang xem đài, lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Xin chào Hiền Ngân, một cô gái rất là dễ thương. Thương quá à, nhìn xinh xắn quá, ước chi con đứng đợi trong đó nãy giờ con hơi run xíu. Con lúc vừa sai lắm Khánh à. À vừa sai. Bé Ngân năm nay Dạ con xin phép con được gọi cô bằng cô, tại vì con mới sinh năm 2000 thôi. Dạ. Thực sự là khi mà con cất tiếng hát lên á, trời nó ngọt ngào, nó dễ thương lắm. Tại vì cô hát tới một cái tâm thế nó khác. Còn bản thân con khi con ra với một cái sức trẻ, một cô gái người miền Nam và hát cái nhã chữ, cái giọng nó rặt miền Nam luôn, cô cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì là cô có học như thế nào đi nữa vẫn là một cái người không phải là miền Nam để mà hát về cái vùng đất này, cho nên là vẫn nghe một cái sự mượt mà, cái sự chân chất trong cái giọng hát của con. Dạ con cũng xin tiết lộ với cô luôn, con cũng là người miền Trung luôn. Vậy hả? Con hay quá vậy vậy con. Cô biết nhưng mà con thì con là miền Trung theo xứ nẩu chứ không phải là xứ Huế. À miền Trung mà cũng nói tiếng Nam đúng không? Dạ Phú Yên. À, Phú Yên. Dạ. Dạ. Thanh Vân Quốc Đại tiếp tục chia sẻ về tiếng hát của Hiền Ngân. Đúng như là Vân Khánh nói thì cái giọng ca của con rất là trong trẻo, tự nhiên đó. Tự nhiên phát ra là cái hương tóc mạ non, giống như là bài này thật sự là giống như hai chị em tâm sự với nhau vậy đó. Là người em tâm sự về người yêu đầu đời, còn người chị thì tâm sự cái sự từng trải của mình. Mọi thứ trên sân khấu thật sự là hợp dữ lắm luôn. Cảm ơn chia sẻ của tất cả quý vị một lần nữa.